Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt họ trước khi tải xuống trên trình duyệt Chrome. Giả sử như bây giờ tôi mở trình duyệt Chrome lên. Ở đây á, tôi muốn là tải giáo trình Microsoft Word về máy tính của tôi. Thì tôi sẽ chọn vào download này. Sau đó ở đây, tôi sẽ chọn vào link file để tôi tải giáo trình Word về. Đó, khi tôi chọn vào link file thì nó sẽ tải giáo trình Microsoft Word về máy tính của tôi mà nó không chịu hỏi là tôi muốn lưu file này ở đâu bây giờ tôi muốn là cài đặt hỏi trước khi lưu để giúp tôi có thể là lưu đúng vị trí mà tôi mong muốn còn nếu mà tôi không cài á tôi bấm vào lên file thì mặc định á nó sẽ tải xuống thư mục download đó bây giờ tôi muốn là cài hỏi trước khi lưu trên google chrome thì tôi sẽ làm như sau ở đây á tôi sẽ chọn vào ba dấu chấm nó nằm phía trên bên góc bên phải á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào cài đặt. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ rê chuột về phía bên tay trái này và chúng ta sẽ chọn vào tệp đã tải xuống. ở đây, các bạn chúng ta sẽ thấy tùy chọn đó là hỏi vị trí lưu từng tệp trước khi tải xuống. đó mặc định nó sẽ được tắt đi. bây giờ tôi muốn là hỏi trước khi lưu thì tôi sẽ bật tìm chọn này lên Rồi bây giờ tôi sẽ quay lại Cái file giáo trình Microsoft Word Tôi chọn vào link file này Thì lúc này á Nó sẽ xuất hiện hộp thoại là save Nó hỏi là Tôi muốn là lưu cái file này ở đâu Giả sử như đây Tôi muốn là lưu cái file này Ở ổ đĩa -D, D Thì tôi sẽ chọn vào ổ đĩa -D, D này Bấm vào save Thì nó sẽ tải về ổ đĩa D. Rồi bây giờ tôi sẽ ra màn hình để có của máy tính để tôi kiểm tra. Tiếp theo tôi sẽ vào dít Chọn vào ổ đĩa D này. Đây chính là cái file giáo trình quật mà tôi vừa tải về. Đó các bạn thấy không? Lúc này á tôi đã thiết lập tải về ổ đĩa D. Thì lúc này á tôi vào ổ đĩa D thì tôi đã thấy file quật mà tôi đã tải về. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách cài đặt họ trước khi tải xuống trên trình duyệt Google Chrome. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.